Em chơi chưa nào? Rồi, ôi cái này combo đẹp vãi chửa ơi. Nhưng mà nó chỉ được 3 đúng không? Ừ, tối đa là 3 em ạ. À, những ngày hè nóng được dã gọi là đến đến gần. Thực ra nó đến lâu lắm rồi. Hôm nay thì... Ui! Thôi thôi! Mình đang định cho em xem gái. Ui, tôi có thấy con đồ to luôn ạ. Như nào nhá? Như thế nào? Ui ui. Má, thành viên tên nhỏ không chịu được. Mẹ thiệt. Mày thấy có nhân vật ấy có mặc bikini ấy, mà bộ kiểu anh em bộ đồ Hawaii không? Như thế nào? Ui, double kill. Nghe đồn là anh em dạo này chê Linh giá chân tay lẩm cẩm không thể cận chiến. Đó. Chẳng qua mình có thích hay không thôi nha em. Kiếm Samurai 2, cái này là hình như là đầu tiên mình chơi đúng không nhỉ? Bản mắt tiêu hóa ở đấy. Đẹp phải. Đâu có đầu to đâu mà. Sao bạn ơi? Quả này sẽ đau phết ta. DMG đấm. Ui nhưng mà nó chém nhanh thật đấy, coi như là cái combo này nó chém nhanh em ạ. Úi giời ơi. Như nào? Đây đấy. Hay bố đạn à? Ui vãi cả trưởng. Ui, nhân vật gì đấy? Sao mà mình lâu lâu rồi không để ý là bây giờ nhân vật tôi... Ui, đứng lại chị ơi! Nhưng mà con này không xinh, con này nó không mặc cái con bé mà mặc bộ đồ Hawaii kìa mà. Rồi sao thành giòm? Mình cứ... Cứ định ngắm đứa nào là y như rằng đứa thành giòm. Mấy hiểu kiểu gì. Số đã nhọ rồi xong này cần... Ngắm gái cũng không yên. Ok. Ok, cái gì đây? Mày vừa làm cái gì đây? Sao? Mày không biết mày vừa làm cái gì nữa. Sao toàn hết cao huyết thanh hai đứa? Rồi, cái tội chết vì gái kìa. Khổ. Đâu nhưng mà thật muốn xem nó. Thế là trong bản này là chúng ta sẽ có hai nhân vật mới luôn. Thực ra nhân vật nó nhiều lắm rồi nhưng mà kiểu mình lâu nó không review ấy. Không để cái chết thật. Thế này thiếu sót quá. Bao nhiêu anh em ạ? Ui. Ui cái này chém phê vãi anh em ạ. Thề với anh em luôn. Đi nào ra đây. Đây là anh combo này. Như nào? Ui dồi ui. Nó phê anh em ạ. Nó chém mạnh vãi chửa ra. Thôi mình đi đây. Bye bye. Ở đâu rồi? Hello? Ơ? Nó vào đây cơ mà. Mẹ con đồ to. Đây. Ui một bộ đồ bé. Banana à? Được thực sự em ạ. Quả quần áo ấy. Yêu màu vàng kìa. Sao mình sợ gặp cái con này thế? Nó có đấy đâu thủ khỏe vãi. Ôi. Bình thường mình bắn 600 máu mà bắn người nó. Bắt đầu nó bây giờ có 400. Ui dồi ôi thằng to đấy. Tao biết chơi nha, đừng đùa. Ok. Ui. Mẹ nè, ok hết. Mình phải bắn chết luôn. Thằng to nó thành người đấy em không sợ. Thằng to biết nó, mà nó bắn đi được ấy. Sau nó chơi cái con zombie cục shit nâng cấp ấy. Mình thề cái này combo khó vãi ạ. Được cái nếu mà anh em mà combo được đúng nhịp ấy thì nó nhanh cực. 1, 2, 3, đấy. Ui, đây này em gì đây. Ui, xịn sò con bò thật sự. Uầy, chị ơi. Em gì ơi, này này là em gì ơi, em gì ơi. Ở lại để cho mình quả chuối bạn ơi. Ui, xịn bát, đi săn của Hot Girl phê quá mày. Cho mượn súng này. Này. Alo, cho mượn súng bạn ơi. Để sao cầm súng của gái xinh nó như thế nào em. Ui. Mẹ. Tí nữa thì ngu rồi. Đây, mình sẽ bảo kê nó tới chết kìa. Mình sẽ bảo vệ nó tới chết luôn. Nhiều người lại bảo mình nữa. Chạy đi bạn, cố lên. Đừng. Không được. Ôi ôi, sao mày. Mẹ. Ôi giời. Xinh, được cái xinh nhưng mà ngu. Quả đấy nó mà heo heo ấy.
quả đấy nó mà hóa heo là chắc chắn nó phải được có heo 2-3 sao rồi, là nó cân hết có mạng rồi. Nhưng mà méo lúc là gái sinh thì thường thường nó sẽ có cái đầu óc chúng nó sẽ suy nghĩ một số cái mà anh em méo thì nó nghĩ ra được, chán thực sự. Ok, mình quay combo đấy, bây giờ mình thử cái chiếu của combo nhé. Đấy, nó tiếp tục combo này anh em nhỉ, nhá. Mình đang combo dở đúng không, như này. Đấy, như này. Ơ, thế béo đấy. Ơ, thế là thế nào? Ơ, tôi nhìn lại hết, bây giờ như này. Đó, xong mình đổi này. Ơ, mất mẹ combo rồi. Từ lại đây. Mình vừa thấy là nó sẽ tiếp tục combo khi mà em kể cả đổi ba lô mà nhỉ. Như này, đó. À không, không được đổi. Đó, xong mình chuyển lại này. Đó, nó sẽ tự cận chiến anh em ạ. Nó sẽ tự cận chiến thêm một phát nữa. Ok, hiểu. Này, nhờ, nhìn nó khỏe nhờ. Châu vãi chưởng. Vâng, cứt rồi em ơi. Nó đang phục cứt vào mặt. Ngon. Ok. Lại. Phải thử combo phát 3 chém 3 hit 3 mạng để mà xem. Ok. Đổ ra đấy. Một nháy nha. Ok. Ui, mình hụt combo. Quả đấy hụt chém được một mạng rồi mà trời ơi. Tiếc thế. Thế mới bảo cái này khó nhá. Bởi vì là em vừa tập trung vào mấy con quái để xem nó di chuyển như nào để mình còn tránh cái né lừa nó. Rồi cái thứ hai là cái vạch mà khi mà em combo nó rất là nhanh. Chỉ cần hụt nó hơi lệch một tí là nó sẽ mất combo luôn. Quái phết đi các bạn. Mạnh nhưng mà không phải ai cũng chơi được đâu. Đấy. Chỉ có Linh mới chơi được thôi em. Nào như nào. À yếu rồi mà. Yếu rồi cái gì. Đấy. Cả mấy cái là chạy ngay. Ủa em nhớ live cho mình cảm nhận nha. Thế cái con này thì nó ra thì nó không đẹp lắm thôi. Chứ còn về sức mạnh thì tiềm năng phải gọi là sức mạnh khó cân đo đồng đếm phết đấy. Chơi trong zombie không biết là trong chế độ IE nó có gì hay không thôi chứ còn. Chứ còn zombie mình thấy rất là ngon. Đấy, lúc thì nó nhanh, lúc thì nó chậm. Đây, nó chỉ cần hơi lệch một tí là nó mất luôn. Cái hit thứ 3 đẹp vãi. Cố đây, quyết tâm làm phát combo gì đẹp tí. Ui dồi. Ui, thật là top nhé. Nó cầm ấy, nó cầm katana. Khoai thế. Sao bạn ơi, chết rồi. Ủa đi, pi thì ngon ta. Nào đây. Ok. Như thế nào. Trời đất. Đâu. Vãi. Cái ép đâu gì. Qua đây cố gắng chiến chiến chiến. Qua đây. Đây gì đây. Một. Đó. Trời ơi. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Anh thấy gì chưa? Thật ra không khó lắm đâu. Chẳng qua kiểu nhiều khi anh em run hoảng quá ấy. Do nó lùa nó hoảng quá thì dễ combo trượt thôi chứ còn. Bình tĩnh cũng bình thường. Trở lại nào. Hot girl truy kích. Ở sau con đồ to này. Em cứ chạy đi. Anh đứng đây bảo kê. Sao rồi. Nghe như có chuyện tiểu thuyết ngôn thì chạy ra vậy. Ui thằng to nó chém hết này. Nó ghê vậy. Rồi. Ừ, nói gì thì nói thì mạnh đến đâu thì mạnh nhưng không méo thì bằng katana được. Katana nó lên là cái người đó nó bay. Nó bất trị. Trời ơi gì kìa. Mày. Con véo nó.
Đáng yêu dễ thương như thế mà mình chặt cho nó nằm sấp như này, chống đít lên trời. Cái con đội chém nhanh cực cùi nhỉ, cái chuột trái nhanh nhỉ, mình thích cái chuột trái đó. Vai ô con này đeo kính ấy bạn, đủ xịn vãi trưởng, xài style vãi. Úi dồi. Như nào? Ui, mình không kịp chóc đâu, xanh. Nó sẽ lên đây đúng không? Bạn lên đây đúng không? Mày chạy để sai. Quá hay rồi. Ôi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Tới chút rồi. Thật sự là cái này thì mình nghĩ một cần một thời gian đấy. Ê, nó giấu súng đấy. Thấy mày nhá. Phát cả trường, bức cả điều. Em đừng quên like và đăng ký kênh của mình nhá. Ô, lại có cận chiến nữa này. Ô, đi mà. Thôi khi được rồi, sao làm một trận nữa đi. Lỡ rồi. Ba hit. Alo. Ê, đều rồi. Dình đấy, mình biết là cái gì nó dình đấy. Á, chạy luôn thật. Ngon, đây rồi. Vai. Ê, có combo, 3 combo này, đó nó. Khi mà còn combo ấy, mà anh em chưa thực hiện xong thì đổi ba lô quay lại thì nó sẽ tự động một cận chiến nữa. Cái méo ở đấy. Mình chém chúng nó mà. Mình em thấy nó té máu đỏ lên đâu. Sao cuối cùng là mình bị mất hết thanh. Là sao kìa. Thằng này đang dịch này. Hello. Hello my friend. Chạy thôi. Ui. Ui nó bắn đi kìa. Thôi từ từ bạn ơi, cho mình chơi với. Như con đấy hoảng thực sự ấy. Tao còn biết bắn đi đấy. Ok. Ngon ngon. Chết luôn kìa. Ui vừa kịp rút dao ra. Nhưng mà anh em tôi là cái cận chiến này mình sẽ chơi nhiều lần. Sẽ làm thêm nhiều clip để gọi là thanh thục đi. Trời ơi, nó nhẹ nhàng ạ. Như thế nào? Như thế nào? Trời ơi, ba combo đấy. Né em sao được. Đâu hết rồi. Ok, bye. Nhớ like nhá, nhớ like nhá. Xong rồi. Nghe game rồi anh em. Đó. Thế không? Hôm nay cận chiến nhiều phết đấy, đùa đâu. Cái hôm nay chỉ là nháp thôi đấy. Đây là mình còn mới tập cầm lần đầu tiên chứ. Bây giờ mà mình mới cầm lại thêm kiện một trận nữa thôi. Hôm nay anh em mắc cận chiến được. Ok, bye. Nhớ like nhá.